Xin chào cả nhà thân mến. Hôm nay vừa mới xuất hiện trên màn hình là đã phải bịt khẩu trang rồi. Cả nhà biết Thúy Nga đang ở đâu không? Thúy Nga đang ở sân bay Los Angeles. Đó. Lâu lắm rồi cả nhà ơi, từ cái vụ dịch Covid tới giờ đó, hôm nay là đúng 7 tháng rồi. Nga mới bắt đầu được đi máy bay. Trời ơi, đây là cái quang cảnh máy bay, sân bay chứ. Nhà thấy không, mọi người cũng rất là đông. Đông lắm chứ không có vắng gì. À, người cùng đi chung với Nga là nữ ca sĩ Đăng Kim. Ôi lâu quá cả nhà ơi, hôm nay mới được đi máy bay luôn. Với cái cảm xúc là hôm nay leo lên máy bay nó sao luôn. Kim quay lại cho cái cảm xúc lâu ngày mới được bay thì đâu sao đâu. Trời ơi, tôi nè, có make up gì đâu. Trời ơi, lâu ngày không được bay quý vị. Nghe nó bay nôn quá rồi, tối ngủ có tí đồng hồ à. 4 giờ sáng dậy để đi ra sân bay. Còn đêm thì là không có ngủ, mất tới 2 giờ sáng. Lịch kịch lãng còn làm đủ thứ hết trơn. Trời ơi, mình đi phi trường á, bây giờ là ai cũng phải đeo khẩu trang vậy quý vị. Sau 7 tháng ở Mỹ, tình hình tất cả các nơi đều lockdown hết, không có hoạt động. Thành phố tất cả các nơi đóng cửa rồi, sân bay cũng không ai bay, nhưng mà hôm nay đi ra sân bay thì Nga thấy là khá đông người, nên mình cảm thấy là vui khi cái không khí sân bay lại đông vui nhộn nhịp như vậy đó quý vị. Chứ mọi hôm là phi trường vắng hoe như cái tre, không có một bóng người nào hết. Hôm nay Nga quay clip này là chắc mọi người chỉ có thấy Nga đeo mask như vậy suốt thôi, chứ không có tháo khẩu trang ra miếng nào hết. Nga vô đường này ha. Rồi sao? Rồi có mở mặt ra cho nó coi không? Chứ cha, bây giờ mà chuyến bay mà không có cần tháo mask gì á, coi như là mình đưa cái ID người này mà mình đi người khác cũng được quý vị. Là mình có phải tháo mask ra không vậy? Vậy hả, mở sơ chân dung nha. Dạ. Yeah. Đó, nó bắt giảm sáng mắt. Thank you. May quá. Lúc mình không hóa trang mình vẫn đẹp nên ta vẫn nhận ra. Mừng quá. Cứ tưởng là tháo ra nó nói là trời ơi sao ở trong hình mày đẹp quá, mà là cái ở ngoài mẹ thấy ghê quá thì là kỳ lắm á quý vị. May quá là vẫn nhận diện ra được Thúy Nga. Trường hiện tại thì ai đi cũng phải đeo khẩu trang hết quý vị, không đeo là không được, không đeo là họ không cho mình vô đây luôn. Cái gì bà Kim? Trời ơi, tôi không nghĩ là ca sĩ Đăng Kim khi đi phi trường mà mặc đầm rồi mang giày cao gót rầm rộ quá à. Đi phi trường là phải gọn nhẹ, phải như Thúy Nga nè, mang giày thể thao. Phi trường mà kỳ cục quá à Kim, giống như đi dạ tiệc đi máy bay vậy bà. Đi phi trường hiện tại Thúy Nga có một chai nước quý vị, chưa có uống, giờ phải quăng đi một rác tại họ không có cho mang nước vô. Tại thì Nga thấy là các hãng bay đã hoạt động trở lại và số người bay cũng rất là đông nha, các hành khách của các hãng rất là đông, không hề giống tí nào cả. Hầu như là ở Mỹ là tất cả mọi hoạt động họ đã bắt đầu hoạt động trở lại rồi quý vị. Hy vọng từ đây tới cuối năm thì sẽ có vaccine
để tiêm ngừa và mọi hoạt động của nước Mỹ sẽ được phục hồi trở lại. Đông quá. Hôm nay đi phi trường thì cảm giác của phía Nga rất là vui khi là thấy tất cả các chuyến bay họ đều hoạt động trở lại, và sân bay lúc mà 4-5 giờ sáng thì thấy người ta đi rất là đông đó quý vị, chứ không có vắng. Thấy vui quá. Hy vọng là từ đây tới cuối năm thì tất cả các nghệ sĩ sẽ có show trở lại, các sân bài sẽ mời show. Chỗ nào vắng vắng ngồi ăn hay Kim? Ngồi có gần người ta quá không? Đi qua kia ngồi gì Kim? Cái dãy kia vắng gì á. Mình đừng có ngồi gần, mình ăn nó không nên. Đây nè, ngồi góc này ăn nè. Đây, ngồi đây đi. Hiện tại thì tụi em đang kiếm một cái chỗ rất là xa, thật là xa, không có người xung quanh. Để làm cái gì quý vị, đi ông tháo khẩu trang ra ăn sáng. Ở trong cái bịch ni lông này là đồ ăn sáng giữ phần. Nữ ca sĩ đang kiếm thì cứ lo selfie, cứ kiếm cái tấm ảnh đẹp, post Facebook câu like. Đứa thì bị bệnh quay, một đứa thì bị bệnh chụp hình. Đây nè, bánh mì ba tê nè, bánh mì con bé ngon lắm Kim nè, chụp hình cầm ổ mì cho người ta biết mình có cầm ổ mì. Thôi bánh mì này hả, mà nướng rồi nó vậy đó hả? Nướng rồi nhưng mà mang đi lên nó lạnh đó, nhường cho Đăng Kim một ổ mì bự. Thế nghe ăn có một khúc nè. Rồi lên đây đâu có dám ăn gì đâu quý vị, phải mang đồ ăn ở nhà theo. Bánh mì ba tê bơ ăn cái nghèo hèn vậy sợ lắm, thương quá. Thôi ổi bạn ổi ra phải nướng rồi nó nguội gặn bạn ăn nữa ổi nè, cho con nữa ổi nè, chắc ra nữa ổi kia mơ ổi mang qua kia nướng nè. Zone 3 is now welcome aboard here at 856B services to Philadelphia flight number 266. You will also be boarding. On your right hand side, ladies and gentlemen, if you're located in zones 2 and 3, you're entitled to one personal item that fits underneath your seat, such as a backpack, accessories, small duffel bag. If you do have a secondary item that will support a charge, you will ask for every guest to be holding their own individual boarding passes. This will be a self-boarding process. If you have your boarding pass on your mobile device, please disconnect any portable chargers on your phones and please buy your brightness of the mobile capacity. Cái nào cũng tiêu. Cái ổ bánh mì này á là mua từ hôm qua rồi. Nên là nó hơi bị không có mới, nhưng mà Nga đã nướng lại rồi, ăn rất là ngon. Nghèo hèn quá. Nga đã nướng lại rồi, ăn rất là ngon. Ăn ngon không? Vậy bình luận đi. Ngon bà ghê. Review đi, bà review bánh mì tôi đi. Ngon. Trời ơi, ngon quá chừng luôn đó. Nó vừa cứng mà nó vừa mềm mà nó vừa lạnh đó. Ngon quá luôn. Nghe bà tả là tôi thấy là cư dân mạng ta hết ăn bánh mì luôn á. Bánh mì của Thúy Nga đem nó ngon quá đi. Mình khi mình ăn những cái gì không ngon mình phải nhớ là ông bà cha mẹ mình ngày xưa rất là đói khổ, không có gì để ăn hết. Mình ngày nay có miếng ăn là mình phải vui rồi. Giờ hỏi bà hôm qua cái lá giang tôi cho bà ăn ngon không? Tụi mình kì á, ăn lấy ra mà khóc chậm rồi sao? Mình xúc động thì tôi cho là sao? Nhớ tuổi thơ. À, mình nhớ tuổi thơ à? Chứ không phải là vì ấy hả? Trời ơi quý vị, ở bên Mỹ mà mua được bó lá giang như là mua con gà vậy đó. 12 đồng bó. Mà lá giang 12 đồng mà nhắc mắt một lần á. À, mà kể nghe, mà phải đi mua cho bà bó ngổ gần 2 đô nữa. Bà còn dặn với chứ Kim ơi, thôi nó mắc quá, mày nấu mày chiêm hai đi. Tại vì nhà có hai mẹ con rồi, bà quất liền nồi bà ăn sạch sẽ luôn. Hết bỏ luôn hả? Hết bỏ. Mà ăn ngon. Ừ, ăn cảm giác không có đây. Trời ơi, Nga đặt cả tháng mới có Kim. Đúng không? Nga hỏi Kim ăn không đó. Thấy không? Cả tháng sau Nga mới có mua cho Kim ăn á. Thôi ăn đi rồi mai mốt có nữa tôi mình mì ngon ghê luôn á, ăn chậm cắn chết. Cắn cắn mày không có ra luôn á. Cắn mì
tôi nói muốn rớt hàm răng mượn luôn. Giờ tôi nói mà nghe này, cái bánh mì đi, giờ môi ra ăn cái pate thôi, bỏ bánh mì đi, quăng rác đem qua đó làm gì? Thì đó bà thích bà ăn đi chứ tôi không ăn đâu. Bánh mì thấy nghe ngon quá đi, thịt thiệt không nổi nè luôn. Nè, trong này có chuối với táo rồi đó. Đợi chờ bà có mới coi như là 15 phút để mới làm bánh mì đi, trời ơi. Nói hả, mò lâu gì là lâu, tao nói coi bà nướng, bà nói tới tôi nướng cho nó giòn. Giòn lắm luôn á. Giòn hả? Trời ơi. Thật ra bánh mì rất là ngon, nhưng mà tại vì chắc qua ngày nó bớt ngon. Tại vì cái đầu bếp của tiếng Nga là tao hiểu rồi đó. Thiệt sự hồi sáng là Nga không thích làm bánh mì, Nga quăng ổ mì này trong tủ lạnh rồi. Nên là nó vừa lạnh mà nó vừa ổn qua. Bánh mì này nó đông đá phải cả tháng rồi. Không, nhà mình nướng có đâu. Bánh mì mới hôm qua mà tại vì hồi tối Nga nghĩ là sẽ không ăn nên Nga quăng trong tủ lạnh. Bánh tê này thiếu tiêu, thiếu gia vị nhiều quá. Ngon chứ, tôi thấy pate ngon hết rồi. Pate mà làm gì có tiêu kim? Có. Bậy à. Có tiêu vô đó mới ngon. Em bóc qua ăn cái giữa đi. Lâu lâu á, cái Nga phải mới được giờ đói quá. À, đang, lâu lâu đang kim mới được cái Nga đã cho rất bữa đẹp. Ăn ổ mì cứng ngắc luôn. Còn cái Nga mà ăn gì của đang kim cũng ngon á. Trời ơi, ba ăn ba hối giặt cái xong bây giờ chết rồi, pate hơn hết. Cái váy của em sao lát nữa đứng dậy vũ lên là nó sạch à. Ờ, tôi ăn chúng cái miếng bơ phát ngon kim. Bánh mì không ngon, bả tê ngon nha. Rất là ngon luôn. Đồ của Thúy Nga đêm ngon quá, mà giờ thiệt sự đói quá, không có cái gì ăn, ăn đại đâu. Không, bà ăn có chỗ nào mà có bả tê với bơ phát đó, rất là ngon. Bánh mì thì nó hơi thôi đó hả? Giờ chị cho cái cảm xúc là lâu ngày bay lại chị thấy làm sao? Thì nó giống như thoát khỏi một tuần vậy đó. Đúng hả? Mừng quá hả? Cảm xúc rất là happy, rất là vui. Rất là vui phải không? Như là mình là một cái chân đi rồi bay, mỗi tuần nó quen không? Cả nhà biết không? Trời ơi, trời ơi. Nghệ sĩ tụi em á, là cứ tuần thường là bay 1-2 lần. Đông ra là cùng lần tháng là phải bay vài lần. Mà đằng này 7 tháng trời không bay, người ta nói hả, muốn khùng luôn á. Nào giờ sống trên trời quen rồi, tự nhiên đợt này không có cho sống trên trời, cứ bắt ăn xong sống dưới đất khó chịu muốn chết luôn á. Ăn kỹ mới ngon, mới ăn thì không ngon, mà nhai nhai kỹ nữa thấy ngon. Ngon quá trời luôn hả? Bà ăn chuối không? Có quả chuối. Chuối sáng tôi ăn rồi. Tôi ăn quả rồi, trước khi đi tôi ăn quả. Tôi sáng sớm ngủ dậy là đi tìm chuối ăn chứ bộ. Ta nói ăn chuối trẻ lâu á nên ngày nào cũng nhai chuối đó. Ê, bà bước ra khỏi nhà bà có đốt nhang không bà? Có chứ. Ừ, chúng tôi. Sao vậy? Thì mỗi lần chị khai nào tôi cũng đốt nhang á. Ừ, à. Cáo này tao tàu. Bà có tin là tôi quên đốt nhang là có chuyện không? Vậy đó hả? Ừ, là đêm nó không có thành công. Quán à. Nên mỗi khi mà tôi quên là tôi cũng gọi điện thoại về. Tôi nhờ ông Huy ông đốt nhang đừng mà coi chim bao lì. Quán à. Có cái tâm linh á. Ờ, có cái tâm linh á. Yeah, cái là không phải. Bà bị có thói quen á, bà đốt nhang mà bà không đốt á, tự nhiên bà thấy khó chịu. Cái bà hay dằn vặt suy nghĩ á. Cái bị vô cái tâm thức, cái lên mình làm không được cái gì, cái mình đổ tại mình không đốt nhang. Nga nói kim cho thật sự tánh Nga, đi đâu cũng trước khi là đốt nhang. Trước khi buổi tối ngủ là đốt nhang. Cũng không có sinh sở gì Phật hết, nhưng mà cứ đốt gì đó tự nhiên thấy lòng an tâm đúng không, tắp một cái nhang rồi trước khi bay đi ra khỏi nhà cũng phải thắp một nén nhang đúng quý vị. Hồi hai đứa hôm nay không hẹn mà gặp màu đen hết trơn, tiền mà hơn quá Nga có cáo đỏ trong. Hôm nay là Nga hoàn toàn là đồ khác rồi. Tại vì sáng nay ngủ dậy là trời ơi tin không, tôi không còn miếng make up gì luôn đó quý vị, hôm nay là mặt mập hoàn toàn luôn á. Bình thường là cũng có miếng son, hôm nay không thèm có son luôn nha, không có son luôn. Ngon quá, có bắt kiến che đủ rồi.
quá ăn hai sáng sớm ai mà make up hai đứa ăn quá ăn cái ngủ dậy lạnh quá mà cá ngon ha cá ngon quá trời luôn sáng nay gì Kim đến trễ một chút á, Nga mới nghĩ là lấy bánh mì ra nướng hết chứ bình thường cũng không tính ăn sớm rồi tính là đi vô sân bay mua McDonald's ăn tại lâu cũng ăn McDonald's mà hai cái này đi không không thấy một cái chỗ nào bán đồ ăn sáng luôn nên là tính là mình mang bánh mì là mình thôi hôm nay là đi đến một cái party birthday của Hot Boy chủ nhà hàng ở New Jersey Philadelphia sát bên. Cái tiệm nhà hàng này rất là ngon, rất là nổi tiếng ở New Jersey. Thì có invite mời Kim với lại Thúy Nga qua. Chỉ là private party thôi, cái số lượng chừng có 50 người đó lại chứ không có đông. Nhưng mà thì người ta cũng take care cho tụi này everything. Cho nên là người ta quý mến mình thì người ta mời qua. Cái này cũng là một cái vui, cái lọc đầu tiên trở lại để bay. Cảm giác vui. Hôm nay tụi em được trở về lại trên trời à. Được lên trển à. Lâu quá không được lên trển. Nhớ cái mùi sân bay ghê vậy. Ừ. Không quá trời. Tôi là nôn đi máy bay để làm gì biết không. Để được lên ngủ. Để ngủ không? Tôi mê ngủ máy bay lắm. Nghe nó đi máy bay là ngáp lớn ngáp luôn, ở nhà không có dám ngủ. Để lên máy bay ngủ cho ngon hiểu không? Me too. Mình cũng vậy á. Lên máy bay không cần biết cái gì, vừa lên cái là à, tắt điện thoại là ngủ liền. Hôm nay lên chắc bà. Y chang. Ở dưới nha tôi. Cái gì mình còn cái này cái kia suy nghĩ để à, lên máy bay. Mà lên máy bay cái là không có gì suy nghĩ luôn á. Buông hết, ngủ như một con heo. Cái nhà thì rất là khó ngủ. Nhà không có ngủ mà lên bay thì ngủ dễ mà đi lên trời thì rất là dễ ngủ ngủ mà ngủ kiền đó quý vị. Ờ, người ta tôi bà đã vô trong rồi. The next day. 7 tháng rồi thấy máy bay mà giống như là con mà được thấy mẹ vậy đó quý vị. Rồi vui mừng khủng khiếp luôn. Đây là sân bay Los Angeles nha. Cả nhà ơi, đừng thấy Thúy Nga ngồi đây mà nghĩ là Thúy Nga đã tới tiểu bang Philadelphia nha. Dạ. Sao? Bảy tháng không có bay mà đến sân bay thì tụi em đã bị lỡ chuyến bay. What the hell? Vì lý do làm sao? Hai con lâu ngày mới đi lại máy bay đó. Một con thì lo quay, một con lo selfie. Lớp lo ăn bánh mì nữa. Wow. Rồi xong. Ăn đã đời đứng dậy đi toilet nó ủi sao lâu bay vậy. Bà Thúy Nga mới coi vé chết cha nó bay từ 6 giờ 15 mới. Thúy Nga nó bay từ 6 giờ 15 mới. Trời ơi. Cái gì mà ngày mở hàng mà đen đuổi vậy trời. Nhưng mà được cái hơn là cái hãng này nó đổi cho Thúy Nga với đang chuyên cái vé vào ngày mai quý vị. Hơn là tụi em đi trước ngày để chơi. Mà cái số không có ăn chơi nên giờ về tụng kinh. mai mới đến ngày diễn thôi kệ nó. Mai mình tới mình cập rập một chút được. Nhưng mà diễn xong mình về. Quý vị ơi, 7 tháng mới leo lên máy bay mà em đã lỡ một chuyến bay. Rất ư là nhục nhã, rất ư là lúc đầu đăng kim mà chửi rủa dữ lắm, nhưng giờ đăng kim mát luôn rồi, tại không nghĩ hai đứa dễ sợ luôn á, hai đứa sống cõi trên quá đó. YouTube hoài à. Thôi mẹ, do bà selfie với bà nói. Selfie. Mà cũng là lỗi tại tôi. Bà ngồi cái chết, bà bắt tôi phải qua bên kia. Không, nói nào cũng hay quý vị. Cái hãng máy bay này lâu ngày nó không bay sao nó bay lại không có người bay, làm như trên chuyến bay có mình em với đăng kim mà, nên là không thấy người ta get line thì có người ý là nó chưa có bay. Trời ơi, tới tiệm ăn uống quay ngập mặt quay lại nó em đi toilet em nói ủa sao lâu quá không bay, mất cái vé ra chết cha nó bay từ 6 giờ 15 lại luôn cuối cùng. Rồi tức quá à.
Thì có ngợp thở vô sợ luôn á. Ngợp quá cả nhà ơi. Ngợp quá. Cho em hít thở. Sự tức giận chút rồi bịt mặt nói tiếp. Tại ngồi kế bên có người á quý vị. Nên không có dám tháo khẩu trang. Trời ơi, tình hình là bây giờ hai đứa vác cái xác đi về. Sáng mai nhớ nha, hẹn hò nhau sớm. Hay là khuya nay mình lên máy bay, mình lên sân bay ngủ luôn đi. Không, tôi với bà phải đi sớm. Trời ơi, này là một tuần rồi. Mà hai đứa sáng ngồi nói chuyện rôm rã, chụp hình đồ, check in đồ, các kiểu đồ. Trời ơi, quay qua quay lại máy bay nó bay mẹ nó mất tiêu. Nhắc vụ này tôi nhớ ngày xưa tôi đi show với bà Phương Thanh với Đăng Thường á. Cái người nha, trước máy bay vậy nè. Cái ông Đăng Thường đó, Chanh coi bói cho Trường đi. Xong cái bà Chanh ngồi coi chứ bộ. Coi, đồ coi. Chặt máy bay bay không hay luôn. Cái coi xong cái ngẩn mặt lên tới máy bay đi. Nó chạy ra tới nửa đường luôn. Cái bà Phương Thanh mới nói, trời anh Dũng thôi lo con gọi. Anh có thể nào cơ phi công nó dè máy bay lại cho em tụi em lên được không? Cuối cùng trễ chuyến. Hay nói về trễ chuyến máy bay thì Thúy Nga nhiều kỷ niệm lắm quý vị ơi. Nhiều lúc nó boarding đó ra đi toilet một cái hoành lại nó bay mất tiêu rồi. Qua ngày hôm sau mới về là chuyện bình thường. Nên thôi coi như là đây là không phải là xui mà làm do một cái sự hớ hên với lâu ngày không có đi máy bay lại của tụi em. Nên là tụi em mới bị giống như là bị quên á, bị lãng quên về cái công thức và cách boarding. Với lại thật sự là máy bay quá vắng, không có người nhiều á, nên nó boarding mình không hay luôn quý vị. Mà cũng có thể lúc Nga đến á, Nga đang đi đến là nó boarding nó vô hết rồi hay sao đó. Không có ai cả. Thế là cuối cùng là tình hình lúc tôi với bà đến là người ta đang boarding luôn. Vừa đến là người ta lên hết cho máy bay rồi, tôi với bà mới bước vô ghét. Bước vô ghét xong rồi còn ung dung mắc bánh mì ra ăn. Ăn uống selfie quay phim nói chuyện hết mười mấy phút mới ghê chứ trời ơi thiệt. Tôi với bà đáng nghĩa ra là vừa bước vô là leo lên máy bay luôn á. Không, để lát nữa tôi check cái lịch quay của mình lúc đó mấy giờ là mấy mình hớ hơn cỡ nào nha. Nó có cái giờ quay ấy, báo cho nó hết luôn á. Ai biết là hai má là giống như là hớ hơn cỡ nào. Bây giờ là tụi em đang chờ người đến hốt về lại Cali. Cali ơi, đón chào tụi em nha. Tụi em chuẩn bị về lại rồi đây nè. Sáng mai mới bay, sáng mai bay. Rồi, sáng mai nha, nhớ nha. Đến nơi là ngồi ngay cái cổng cho tôi nha bà nội. Bà thấy không, tôi nói với bà phải đi trước hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Thì đó, được. Sáng nay dậy rất là sớm. Nè. Cả nhà ơi, sau một ngày khi trở về nhà và hôm nay chúng em lại lặng lẽ lên sân bay lần 2 rút kinh nghiệm thì sáng nay đi rất là sớm và kéo đỏ hình như hôm qua nó không lucky lắm nên em đổi qua cáo vườn. Tụi em đã có mặt lại sân bay lần thứ 2. Ồ, Kim đi mặc đồ ngầu ha, hôm qua mặc bánh bèo lắm, mặc váy mang cái cao thế ơi, thấy hơi kỳ kỳ rồi đó, bởi vì nó không hợp phong thủy á. Nhưng mà hôm nay thì em nghĩ là sẽ hợp phong thủy mà sẽ lucky. Là tại tôi nay sợ quá, ngồi ngay đúng cái ghét luôn quý vị. Ngồi ngay đây luôn, chặn luôn, vừa mở cửa cái là nhào vô máy bay liền. Hôm qua thực ra là tới nơi là phải lên máy bay liền. Em thì nghĩ là còn sớm quá, không có để ý cái giờ boarding. Thế là cái mới rủ đang kim, mình chạy ra xa, mình ngồi mình ăn, mình né mọi người để khỏi bị Covid thấy không. Thế ngồi ăn bánh mì, ăn quá ăn luôn. Cuối cùng mới không để ý là trễ chuyến máy bay luôn. Hôm nay thì quá sợ, quá tởn rồi. Hồi tối em cũng ngủ có 2 tiếng đồng hồ thôi. 4 giờ sáng, phải 3 giờ rưỡi sáng là phải dậy để mà đi ra sân bay lại đó quý vị. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ có một buổi bay lucky trở lại nha. Hôm nay sân bay vắng hơn hôm qua Kim ha. Nữa cũng nè, cũng hôm qua cái hội chứng này nè quý vị, đó ngồi selfie nè, post Facebook các kiểu đó mới bị trễ đó. Đó hôm qua ông y chang vậy luôn nè, đó hôm qua ông y chang vậy luôn nè. Đó hôm nay sân bay hơi bị vắng lắm luôn, hôm qua thì có vẻ đông hơn đó. Cũng cái trường hợp selfie này mà hôm qua mới ở lại đó, tại bả. Tôi thì hơi nam ăn chút thôi.
Hôm nay tôi sợ mức độ mà hả, tôi coi cái vé mà tôi cầm tôi coi giống như con nội ông bà ngoại vậy, con miết luôn. Bây giờ mình đi, mình ngồi đây sớm tới cả tiếng đồng hồ luôn phải không? Hôm qua lúc đó tôi hết quay rồi, nhưng mà lúc đó là mình lo mãi nói chuyện. Vô máy bay rồi nha cả nhà. Giờ thì vô thiệt rồi đó, không có bị rớt lại như hôm qua nữa. Mừng quá. Qua đi không coi ngày. Mà những lúc cũng không đổ lại coi ngày. Mà hôm qua phải đổ tại là nguyên đám hớ hơn quá. Hi. Good morning. Good morning. Have a good day. Trời, cả nhà ơi, cầu được ước thấy, chợ máy bay nó full luôn, không một chỗ trống. Giờ tụi em ngồi túm rụm lại với nhau, con em bịch mà em bịch kín mít luôn, biết lát nữa có khổ nổi không. Tình hình là máy bay rất là đông. Chị Kim đã gục ngã rồi. Kim chị gục ra chị Kim. Đông lắm. Không ngờ hôm nay máy bay lại đông quý vị. Tụi em ngồi xung quanh đông quá, thế là mới xin nó là tại sao mà ghế mày nhiều quá mà mày không có cho tao ngồi giãn ra, để tao cách ly ra 6 feet chứ. Cuối cùng nó thấy tụi em tội nghiệp quá, thân gái mà dặn trường. Cuối cùng nó đuổi em xuống dưới băng cuối luôn. Hai đứa giờ xuống dưới đây nằm chóc ngóc. For your safety and the safety of those around you, please keep your seatbelt fastened at all times while seated, even when the seatbelt sign is off. Nhiều sương quá nên là thấy
sau khi em ngủ một giấc không biết trời đất gì thì dậy thành phố Philadelphia đã đến nơi rồi. Xa xa là một dòng sông. Wow, từ trên bầu trời nhìn xuống nước Mỹ thiệt là đẹp. Wow, đẹp quá cả nhà ơi, đẹp quá, đẹp quá. So nice. Ôi dễ thương dễ sợ luôn. Ngủ một giấc dậy thấy mình đã đặt chân nơi tiểu bang khác rồi, thích thiệt luôn, giống như một giấc mơ vậy đó. Mai mốt ngủ một giấc dậy thấy mình về tới Việt Nam còn vui bạo nữa. Ồ, có cái cầu đẹp quá kìa. Cái cầu này giống cầu San Francisco vậy. Trời ơi, đẹp quá nè. Ôi, đẹp quá cả nhà. Này, non nước hữu tình ba miền xinh đẹp quá. Ủa, không liên quan. Này Mỹ mà. Em là ở Việt Nam. Ba miền xinh đẹp. Ôi đẹp quá cả nhà ơi, hạ cánh rồi, máy bay đã landing rồi. Yeah. Lúc nãy á, em với Kim ngồi chỗ rồi xong cái tới giờ ngủ em đi kiếm chỗ khác ngủ tiếp nữa quý vị. Thế là một mình em lại một văn. Ngủ rất là đã luôn. Đang Kim lên trên một mình một văn cũng rất là đã luôn nha cả nhà. Nói chung là tụi em kỳ này bay mà di cư nhiều quá. Bà Kim ngủ ngon không? Ngủ đâu, ngủ chút xíu à. Ngủ chút xíu hả? Thôi, bà ngủ sao kệ bà, tôi ngủ ngon được rồi. Một dòng sông xanh xanh. Một dòng sông biết biết. Trời ơi, cô Thái Thanh cô hát hay nhiều tới tôi hát nghe ói luôn. Một dòng sông biết biết. Đẹp quá cả nhà. Ủa, có cái cano nữa nè. Trời đẹp quá đẹp. Ủa, biển hay sông? Sông chứ. Trời ơi, làm tôi tưởng tôi nói sai nữa chứ. Sao quay lại từ đầu. Đó, máy bay hạ cánh rồi cả nhà ơi. Hạ cánh rồi. Wow. Đây là Việt Nam thì tôi còn vui gấp 8 lần vậy nữa. Anh ơi, anh Ken ơi, tụi em hạ cánh rồi. Bây giờ tụi em chuẩn bị ra cái đi lấy hành lý bà Nga. Philadelphia trời có vẻ mát mẻ lắm đây. Thấy khí hậu trời ôi là tôi nghi rồi. Ladies and gentlemen, now you know why we charge for water. We have to be able to pay those excellent pilots to put it down on the ground like that. Welcome to Philadelphia. Này Philadelphia, mưa nha quý vị. Mưa. Philadelphia. Mưa nè. Trời sẽ hơi lạnh đó. Kim có khoác có thôi, có không? Nãy vào, bây giờ chúng ta sẽ rest your day. Yeah, bye bye. Giờ đi lấy hành lý. Đưa cái tờ giấy lấy hành lý để tôi lấy cho. Ôi, thấy được hành lý rồi. Nó đến từ hôm qua. Dạ, hôm nay thì Thuyết Anh chờ đây. Mình được lấy cái hành lý này. Thank you so much. Bây giờ chúng ta sẽ đi về nơi chúng ta ở và ngày mai Thúy Nga sẽ thực hiện những cái clip để cả nhà sẽ biết là Thúy Nga và Đăng Kim đến đây làm cái gì nha. Bye bye cả nhà. Đẹp quá.